Mình sẽ ai là một con robot bụi nha, nhưng mà pin nó rất là mau hết, sạc xài rất là mau hết. Giờ mình bung nó ra coi nó sao à. Xấu. Đây là xem coi nó sao đây. Xem cái mình sẽ xem cái pin nó, coi cái pin nó sử dụng pin gì và thế nào. Có độ pin được không? Đây là cái chậu kia. Hai là chỗ đúng thế. Này nó không có tem tiếp hết á. Đây là bộ máy của nó đây. Đây chỉ đơn giản vậy thôi. Đây là con motor chính nè, motor nhỏ nè. Motor nhỏ thôi. Một motor duy nhất. Và đây là một pin nhỏ. Này để mình coi với nó là pin này không biết bao nhiêu volt nữa. Giờ tạm thời mình sẽ găm điện vào, sẽ thêm chút nữa thôi. Đây là công tắc này. Giờ mình đo thử một cái khoa học sợi dây bán chạy coi trong motor này có gì, pin này là bao nhiêu đây. Pin này mình nghĩ chắc cũng thấp thôi, giống như vậy dòng 37. Đo coi với nó là như con nha. Bốn con. À, giờ mình đang sạc mà chế độ sạc thì nó tầm một con. Vô đang muốn con nè, con là từ cục sạc kia mình đang chạy thứ từ cục sạc lưu phòng vào con. Pin này chắc pin 37 rồi. Nó từ đấy rồi. Đây nó có pin rất là nhỏ. Pin này không biết có bao nhiêu ampere thì chưa biết. Trong này nó không có hề có một cái thông số kỹ thuật, một cái gì ở trong này hết, không biết được. Nhưng nghĩ mà sạc trực tiếp như vậy thì nó sẽ là điện 3,7, không thể nào là không phải 3,2. Đây điện ở ngoài vô
và vô trực tiếp cục pin, không có hề qua một cái bộ phận điều khiển sạc ở trong mà hoàn toàn như có mạch điện tử không? Không, trong này không có một cái mạch nào hết nha các bạn. Đây là cái vỏ trên, nút bấm này, đây nút bấm ha. Nhìn bên này quạt máy, hai chỗ nằm bên đây. À, trong này thì mình đã cua ra ở bên ra như vậy, thì trong này nó không có một cái mạch, cái nào là gọi mạch điện tử hay là chạy trực tiếp motor. Nếu mà cái này để chạy lâu thì có thể là mình phải nâng cấp cái viên pin này lên đó. Đây là pin của nó đây. Thì nếu mà nâng cấp lên pin này cao lên, nhiên liệu cao lên thì có lẽ là nó sẽ sử dụng lâu hơn, không có mặt điều khiển sạc. Tốt hơn là nếu mà ấy là phải gắn cho nó một cái mặt điều khiển sạc lên thì rất là tốt. Rồi đơn giản vậy thôi. Đây là cái bộ toàn bộ máy bộ của nó đây. Rồi. Các bạn.